Xin chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh Cơm Quê Miền Tây. Ngày hôm nay Hạnh sẽ vào bếp chia sẻ với cả nhà một cái món ăn rất là dân dã, rất là đồng quê miền Tây luôn. Đó là món khoai lang quýt dừa. Món này thì rất là dễ làm cả nhà và làm cũng nhanh nữa. Mình chỉ cần có khoai lang thôi, loại nào cũng được. Nhà mình có loại nào thì mình dùng loại đó ha. Thêm một ít cái phần dừa rám vỏ, dừa không quá khô cả nhà nha. Rồi thêm một ít đậu phộng, mè rang nữa là mình đã có một món ăn vặt cho cả gia đình mình rồi. Bây giờ thì Cơm Quê Miền Tây mời cả nhà cùng vào bếp mình làm khoai lang quýt dừa nè. Ở đây ngày hôm nay thì Hạnh làm khá là nhiều cả nhà. Tại vì dừa thì của cô hàng xóm cho nè, cho nên là Hạnh làm nhiều một tí để chia cho cô luôn. Ở đây Hạnh có 3 kg khoai. Khoai thì mình có thể dùng khoai lang trắng như thế này nè cả nhà. Khoai lang trắng loại này ha, hoặc là khoai lang mà vỏ tím ruột vàng thì đều được hết. Nói chung là khoai lang nào cũng được, mình có cái khoai lang nào thì mình làm cái khoai lang đó. Cái lượng khoai của Hạnh là 3 kg lúc chưa gọt vỏ nha cả nhà. Ở đây thì Hạnh có 2 trái dừa. Hạnh thích ăn nhiều dừa cho nó béo nó ngon thì Hạnh sẽ dùng 2 trái luôn. Cái lượng dừa này tùy thích cả nhà mình nha. Và khi mà chọn dừa thì mình lưu ý là mình sẽ chọn cái trái dừa mà dừa rám đó cả nhà, hay còn gọi là dừa lắc nước, miền ngoài thì người ta gọi là dừa bánh tẻ. Tức là cái dừa này là nó không có bị quá khô. Cái dừa mà khô nhiều quá thì mình dùng để vắt nước cốt dừa thì nó ngon. Còn cái dừa mà mình ăn cái xác á, giống như là mình ăn xôi nè, rồi ăn cốm dẹp nè, rồi ăn, nói chung là ăn cái sợi dừa đó, thì mình chọn cái dừa rám như thế này, gọi là dừa lắc nước, hay là dừa rám vỏ, hay là dừa bánh tẻ thì nó sẽ ngon nha cả nhà, nó không có bị quá cứng. Ở đây thì Hạnh có hai trái dừa này thì nó cũng gọn thôi, nó không có quá to. Và đường thì mình dùng thêm khoảng chừng 200 cho tới 300 gram tùy theo cái khoai của mình ngọt ít hay ngọt nhiều mà mình gia giảm cả nhà nha. Rồi thêm một ít đậu phộng này, một ít mè để lát nữa mình rang lên rồi mình cho vô trong cái món khoai quýt dừa của mình cho nó thơm ngon hơn. Và dùng thêm một xíu xiêu muối. Đầu tiên thì bây giờ Hạnh sẽ đi cắt cái khoai này ra làm những cái miếng nhỏ nhỏ vừa vừa để cho mình hấp nó mau chín đó cả nhà. Khoai này thì mình có thể hấp hoặc là luộc gì đều được cả nhà. Nếu như mà mình thích thì mình cũng có thể để nguyên vỏ luôn, rồi mình hấp mình luộc chín xong rồi đó, mình lột vỏ cũng được. Ở đây thì Hạnh đã gọt vỏ sẵn rồi. Khoai xong hết rồi nè cả nhà, thì mình cắt miếng to to như thế này cũng được. Trong lúc cắt khoai thì mình cũng chuẩn bị một nồi nước sôi ha cả nhà. Khi mà nước nó sôi rồi thì mình sẽ cho khoai vào mình hấp. Thì với cái lượng khoai như ngày hôm nay thì Hạnh sẽ hấp trong khoảng chừng 15 cho tới 20 phút là khoai của mình nó đã chín rồi đó cả nhà. Rồi bây giờ Hạnh sẽ đậy nắp khoai lại và mình sẽ hấp khoai ở lửa lớn ha. Thời gian là chờ khoai chín đó cả nhà, thì bây giờ Hạnh sẽ đi rang đậu phộng cũng như là cái phần mè. Mè thì Hạnh sẽ rang ở trên chảo ha, còn đậu phộng thì Hạnh sẽ cho vào trong giấy nè, rồi mình gói lại xong rồi mình sẽ cho vào trong lò vi sóng á. Mình làm như vậy thì nó sẽ nhanh và tiện hơn cho mình ha, mình khỏi mất không phải đảo đó cả nhà. Còn cái phần mè thì do nó quá nhỏ cho nên là mình phải rang thì nó mới vàng đều được, chứ mình cho vô trong lò là sợ nó cháy đó cả nhà. Bây giờ thì Hạnh sẽ cho vô trong lò 2 phút. Sau 2 phút rồi nè cả nhà, thì mình sẽ lấy cái gói đậu ra, rồi mình sẽ trộn cho cái phần ở bên ngoài á nó vào bên trong, ở bên trong nó ra bên ngoài nha cả nhà. Vì nó sẽ chín không có đều cho nên là mình cần phải đảo trộn một xíu ha. Xong rồi mình lại đậy lại một lần nữa, rồi mình sẽ cho vào trong lò thêm 1 phút nha cả nhà. Mình phải làm 2 lần như vậy, chứ mình đừng có cái kiểu lười mà mình bấm 3 phút một lượt thì xe đậu nó sẽ có cái bị cháy, còn có cái thì nó không chín nha. Mình phải trộn như vậy đó. Sau khi Hạnh quay được 1 phút nữa nè cả nhà, là tổng cộng 3 phút, thì cả nhà thấy là cái phần đậu của mình đó, nó đã chín vàng đều hết rồi nè. Bây giờ thì nó khá là nóng luôn á cả nhà, cẩn thận nha. Hạnh sẽ chờ một tí cho đậu nó hơi nguội lại rồi mình mới đi bóc vỏ ha. Tiếp theo thì Hạnh sẽ cho mè vào trong chảo để mà mình đi rang. Mè nó khá là nhỏ và nó rất là dễ cháy cho nên là mình sẽ rang ở lửa thật là nhỏ như thế này nè cả nhà. Và mình sẽ đảo đều tay cho đến khi nào mà mình thấy cái hạt mè của mình nó khô và nó vàng lại là được. Mình rang cho cái phần mè của mình nó vàng như thế này là được rồi nè cả nhà. Và mình cũng tắt bếp luôn ha. Tắt bếp thì mình vẫn đảo ở trên bếp, trên chảo khoảng chừng 30 giây nữa nha.
tại vì cái độ nóng của chảo nó sẽ làm cho cái phần mè của mình nó vàng thêm một tí nữa đó, cho nên là mình đảo để cho nó đều. Quay trở lại với cái nồi khoai nè cả nhà, thì Hạnh hấp được 15 phút thôi cả nhà, thì khoai nó đã chín mềm như thế này rồi nè. Mình hấp khoảng 15 phút thì mình mở nắp ra, mình dùng đũa mình xem thử coi là cái khoai của mình nó đã mềm hay chưa ha. Cái khoai vàng á, thì nó nhanh chín hơn là cái khoai trắng đó cả nhà. Đó, cái khoai trắng này nó còn hơi sượng sượng cứng cứng nè. Bây giờ thì Hạnh sẽ lấy cái khoai vàng ra trước nha. Bây giờ Hạnh sẽ bật bếp lên và mình hấp cái khoai trắng này thêm 5 phút nữa cho khoai nó thật là mềm cả nhà ha. Thêm 5 phút nữa thì cái khoai trắng nó mềm luôn rồi nè cả nhà. Bây giờ thì Hạnh sẽ lấy khoai ra luôn ha. Khoai nó chín rồi á, thì mình nhân cái lúc mà khoai nó còn nóng á, thì mình đi nghiền khoai luôn nha cả nhà. Mình mà để khoai nó nguội á, thì khoai nó sẽ dẻ lại á, mình nghiền nó sẽ hơi khó hơn. Cái đồ nghiền này thì Hạnh mua ở trên Shopee nè cả nhà. Sẽ nghiền từng ít một nha cả nhà. Khoai Hạnh đã nghiền xong hết rồi nè cả nhà. Cái phần dừa thì mình cũng đi nạo sợi ha cả nhà. Mình thích ăn sợi to thì mình có thể bào sợi to, còn mình thích ăn nhuyễn thì mình sẽ bào nhuyễn á. Ở đây thì Hạnh bào nó ra như thế này nè. Hai trái dừa thì được bao nhiêu đây dừa nè cả nhà. Đậu phộng và mè thì Hạnh cũng rang vàng rồi. Cái phần đậu phộng mà mình quay ở trong lò vi sóng thì nó vàng đều ngon như thế này nè cả nhà, và rất là nhanh ha. Nhưng mà mình chỉ làm được cái lượng ít thôi, khoảng chừng 2-3 nắm trở lại thôi, chứ mình mà rang một lần nửa ký, một ký thì mình phải rang bằng chảo thì nó mới ngon được. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần khoai này nè ra cái thao to hoặc là cái mâm gì đó cả nhà, để mà mình trộn ha. Mình sẽ cho một ít khoai ra trước, mình thử khoai xem là cái khoai của mình đó nó ngọt nhiều hay ngọt ít để mà mình cho đường nha cả nhà. Khoai này thì tương đối là lạt, mình sẽ cho đường từ từ vô ha. Mình cứ cho một lớp khoai, rồi một muỗng hoặc là một muỗng rưỡi đường, rồi cái mình cho lớp dừa lên. Rồi cái mình trộn cho nó đều lên đó cả nhà. Sẵn tiện thì mình sẽ bóp luôn những cái khoai mà hồi nãy mình nghiền mà nó còn to nè. Xong rồi thì mình sẽ làm thêm một đợt nữa, rồi mình cứ làm lần lượt như vậy cho tới hết cái lượng khoai ha cả nhà nha. Mình trộn xong hết rồi nè cả nhà, thì cả nhà cứ gia giảm cái lượng đường tùy theo cái khẩu vị ăn ngọt của gia đình mình nha. Với cái lượng khoai này thì Hạnh dùng hết luôn 200g đường. Còn cái phần dừa thì Hạnh sẽ chừa lại một ít nè cả nhà, để lát nữa mình rắc lên trên mặt ha. Bây giờ thì Hạnh sẽ đi giả dập cái phần đậu phộng này để mà mình rải lên trên. Bây giờ thì mình sẽ đi trộn muối mè nè cả nhà. Hạnh sẽ cho cái phần mè rang và đậu phộng vào chung với nhau luôn ha. Rồi sẽ cho vào một muỗng canh đường nè, với khoảng chừng 1/8 muỗng cà phê muối, xíu xíu thôi cả nhà. Mình sẽ trộn đều lên. Sau khi mình làm muối mè xong rồi cả nhà, bây giờ mình sẽ rải luôn cái phần dừa còn lại lên trên cái mâm khoai của mình nha. Nếu như mà ở nhà mình làm ăn á cả nhà, thì mình cứ trộn đều vô trong chung với lại cái phần khoai của mình luôn ha. Tại vì ở đây Hạnh quay clip á, cho nên là Hạnh làm cho nó đẹp. Xong rồi thì mình có thể rắc cái phần muối mè lên trên ha. Nếu như mình ở nhà ăn đó cả nhà, thì khi nào mà mình ăn thì mình hẳn rắc nha. Tại vì cái phần muối mè này nó có đậu phộng nè. Nếu như mà mình rắc vô mà mình chưa ăn thì một lát nữa cái đậu phộng của mình nó bị mềm á, thì nó sẽ mất ngon nha. Cái món này thì mình có thể để rời như thế này nè. Rồi ai ăn thì cho vào trong cái lá chuối hay là cái dĩa gì cũng được cả nhà. Còn cũng có người thì người ta sẽ vắt viên viên á, viên tròn hoặc là viên dài gì tùy thích. Mình vắt sẵn á thì nó cũng sẽ tiện, sẽ dễ ăn hơn ha, nó không có bị rớt á cả nhà.
Thì tùy thích cả nhà mình muốn làm như thế nào cũng được. Như vậy là Hạnh đã chia sẻ xong cái món khoai lang quýt dừa rồi nè cả nhà. Cái món này thì tuy là dân dã nhưng mà ăn rất là ngon cả nhà. Nguyên liệu dễ tìm ha. Và cũng không mất nhiều thời gian. Hạnh hy vọng là cả nhà sẽ có một món ăn vặt vào những cái ngày tránh dịch ở nhà. Hạnh mong cả nhà tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách like video, đăng ký kênh cũng như là giới thiệu chia sẻ kênh đến người thân bạn bè, để Hạnh có thể chia sẻ thêm nhiều món ngon lạ hấp dẫn hơn nữa đến cái gia đình mình nha. Và mọi người nhớ thực hiện những cái nguyên tắc 5K cũng như là chỉ thị nơi địa phương mình sinh sống, để cùng chung với nhà nước nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, để mọi người có thể trở lại với cuộc sống bình thường. Còn bây giờ thì cho Hạnh xin gửi lời chào tạm biệt cả nhà mình, và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.